mày không sai một phút nào luôn á nha. Hai người có định vô nhà không? Ủa, vụ gì? Đàn bà phụ nữ á, chửi ai nhiệt liệt luôn là đẹp, mà khen ai đứt nở luôn, xấu quá. Vợ tao được khen suốt vậy mày. Bây giờ mình chơi một trò chơi đi. Tất cả mọi người để hết điện thoại lên bàn. Từ giờ cho đến lúc về, ai mà có điện thoại gọi đến hay là tin nhắn thì cũng phải chia sẻ hết cho mọi người ở đây. Em chơi. Em chơi luôn nha. Trò chơi này có vẻ căng thẳng ha. Em thấy trò này vui mà. Ai có tin nhắn vậy? Điện thoại của anh Linh. Em nhớ quái vật rồng thiên của em là sao anh? Chỉ có mày mới giúp được tao chuyện này. Bạn mẹ chó vậy sao không nói? Trời ơi, cái gì vậy anh? Chẳng phải tụi anh nói phụ nữ mà xúm lại nói xấu ai thì người đó phải đẹp lắm. Trời ơi! Chẳng nói tôi thề á, tôi mà nó láo cái đèn này tắt, tôi tắt.